Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái giờ ngủ đúng giấc nhất cho chúng ta nhé, để cho chúng ta có một sức khỏe tốt nhé. Thứ nhất là giờ ngủ đêm, muộn nhất là 2-3 giờ đêm, tính ra là 11 giờ đêm đấy. Tốt nhất là 21 giờ đêm, là 9 giờ đêm, nếu không thì là 22 giờ đêm hay là 10 giờ đêm. Vì theo như mình được biết đấy, buổi tối nếu ngủ đúng giờ tí là từ 2-3 giờ đêm đến 1 giờ sáng, chỉ cần 5 phút ngủ ngủ trong cái giờ này thì nó sẽ tương đương với 6 giờ. Thế nên chúng ta hãy cố gắng thiết lập một thói quen ngủ đúng giờ, là ngủ đúng trong khoảng thời gian đấy nhá. Từ 21 giờ đêm này đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta ngủ. Thứ hai là chuẩn bị ngủ. Thì trước khi chuẩn bị ngủ ấy, chúng ta phải thư giãn này, tâm ngủ trước, mắt ngủ sau, nghĩa là đầu óc chúng ta phải không nghĩ ngợi gì nào, chúng ta để chúng ta có một cái tâm thế rất là thư giãn, thoải mái để chìm vào giấc ngủ một cách ngon nghẻ nhất, dễ ngủ nhất. Vì tâm nghỉ ngơi là bạn sẽ sạc được pin cho cơ thể, y hệt như là bạn sạc pin di động vậy. Thứ ba là khi lên giường ấy, thì chúng ta không xem tivi, không dùng điện thoại, không nói chuyện và không cởi trần, giữ tay chân ấm, để kể cả trời 40 độ cũng vậy. Thì lúc đấy thì cơ thể chúng ta đi vào giấc ngủ một cách ngon nhất và không lo là bị nhiễm lạnh, bị ốm miếc các thứ. Thứ tư là cách nằm. Chúng ta nằm nghiêng bên trái. Như theo Đức Phật đấy, Đức Phật ngủ, Đức Phật cũng nằm nghiêng bên trái ấy, khi ngủ. Thứ năm là ngủ dậy, là cái giờ dậy ấy. Thì tốt nhất là chúng ta dậy, là nếu mà chúng ta đi ngủ sớm từ 9 giờ sáng thì chúng ta có thể dậy từ 3 giờ sáng. Còn không thì chúng ta cứ từ 3 đến 5 giờ sáng chúng ta dậy. Nếu chúng ta ngủ từ 11 giờ đêm thì 5 giờ sáng chúng ta dậy. Ngủ thêm cũng được nhưng không ngủ nhiều quá. Và tốt nhất là dậy, như người Việt Nam mình thì tốt nhất là dậy trước 6 giờ sáng. Vì một ngày cốt ở cái giờ dần mà ra ấy, thế nên chúng ta hãy cố thiết lập được cái khung giờ ngủ và dậy như vậy. Còn giờ ngủ trưa ấy, thì chúng ta chỉ cần ngủ từ 15 đến 30 phút, là từ đúng 12 giờ trưa là chúng ta bắt đầu đi ngủ. Vì theo Hoa Đà ấy, đúng giờ trưa 12 giờ chỉ cần ngủ 3 phút là đã tương đương với 2 giờ rồi. Đấy là những cái thói quen về giờ giấc để chúng ta thiết lập được thói quen ngủ tốt nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây.